hôm nay diễn hành ngày đầu năm Tết Kỷ Hợi. Mỗi năm đều diễn hành như vậy do cộng đồng người Việt Nam tổ chức. Hôm nay là tê tái. Bây giờ Houston đang lạnh 39 độ, trời mưa lâm râm, nhưng mà mấy anh Thư vẫn đứng đầu dẫn đường đoàn diễn hành. Anh Thư xăm mình rất là dư khuê, không cần mặc áo lạnh. Ai Mike Khan có lạnh không? Không lạnh. Dư khuê lạnh tê hết rồi. Dư hồng không có lạnh. Đây bà chủ anh Thư. Lạnh không bà chủ? Không lạnh. Không lạnh nhưng mà run. Nhưng mà hơi run chút thôi, không lạnh. Không, anh Thư. Anh Trung quay ra đằng trước đó nữa. Quay hết xe rồi. Đây, chuẩn bị diễn hành. 5 phút nữa. Đây đoàn cảnh sát. Bây giờ đi lên trên cái rút diễn hành rồi thôi, giờ đứng dưới đó đi cho lên vô trong khách đại lấy cái ghế của cái vụ á. Cái này là cái gì vậy? Còn lo sắp cây sắp cối. Giờ này hát dưới trên lo. Hello. Toàn quá. Thật lý. Để cầm lên cho quay chung vô đây. Thôi không cần. Không cần. Anh quay ngược lại. Đâu đang quay quay. Anh chung bấm ngược lại quay. Mấy 10 phút mà nãy giờ chưa thấy. Đèn xanh đi. 10 phút đèn. Happy New Year! Happy New Year! Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Chừng nào mà xong á thì anh bấm.